Đây, những gì mà anh hai cần lấy nó đều nằm trong đây hết. Trời ơi. Nói nghe nè, bộ tính hốt cuốn chót rồi nghỉ luôn hả? Chứ làm sao, làm sao mà em về bên đó được nữa, đúng không? Thì em đâu có muốn làm nữa đâu. À. Em ơi, nghe anh hai hỏi nè. Sao tự nhiên em ghét tụi nó dữ vậy? Chuyện của em anh hai không cần quan tâm đâu. Có rồi. Có rồi anh hai ơi. Có gì? Gì vậy? Mấy cái clip mà té xong rồi ngộ độc có hết trong này nè. Đưa tao coi, tao coi. Trời ơi. Quá đã, quá đã. Bây giờ nè, mày gom vô hết, mày ghép lại, mày đẩy lên cho tao. Kỳ này phải bằng mọi cách bóc phốt tụi nó, mày hiểu không? Anh hai, để em. Ừ đó. Đa tạ em gái. Dễ thương quá à. Ê nhưng mà mấy cái cảnh mà té xong ngộ độc mất cấp vậy nè, nói chung là chưa đủ, còn thiếu. Sao thiếu gì vậy anh hai? Cái này á chỉ nói lên là tụi nó làm ăn cẩu thả thôi, nó chưa có đủ mạnh. Mình phải làm sao cho người ta thấy nó là vi phạm pháp luật, giống như là chứa bài bạc nè, đó, cá độ nè, tệ nạn xã hội nè. Nhưng mà tụi nó đâu có làm mấy đó đâu anh hai. Tụi nó không làm thì mình phải làm như là tụi nó làm vậy đó, hiểu không? Nhưng mà tụi nó đã không làm thì mình lấy cái gì mà quay hình ảnh để mà minh họa? Thì mình phải kiếm người làm chứng, mua chuộc một hai người biểu nó khai theo ý mình, hiểu không? Trời trời trời, vậy là làm chứng gian á. Thôi tụi nó không có làm đâu. Khó lắm. Khó cũng phải làm. Tao trả tiền cho mày để làm gì hả? Đứng đó trả theo. Đi lẹ đi. Xuân đến rồi bạn ơi, xuân ghé vào trái tim, cho nỗi buồn còn lại cùng mùa đông tan biến trời xa.